Nga chốt cấu hình sản xuất hàng loạt cho xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT. Kể từ khi ra đời đến nay, xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT đã được giới thiệu với 3 phiên bản thử nghiệm. Như đã biết, xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT ra đời từ yêu cầu cấp thiết rút ra sau cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất. Tại đây, các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga đã phải chịu tổn thất nặng nề khi tác chiến trong môi trường đô thị. Để có thể bảo vệ xe tăng trước các đòn đánh từ trên cao, bất ngờ, từ cự ly gần, Nga đã sử dụng khung gầm xe tăng T-90 và tích hợp một tháp pháo nhẹ có khả năng xoay trở rất nhanh. Trên đó gắn hai khẩu pháo 2A42 cỡ 30mm với cơ số đạn lớn, có thể bắn được vào các vị trí mà khẩu pháo 2A46 125mm trên xe tăng khó, hoặc không thể tác xạ nhanh và chính xác. Đi kèm theo pháo 2A42, BMPT đời đầu còn có thêm 4 tên lửa chống tăng Ataka và 2 súng phóng lựu tự động AGS-17 bố trí bên sườn, có thể cùng lúc tiêu diệt 3 mục tiêu đối phương. Kiếp chiến đấu của chiếc chiến xa này lên tới 5 người. Nhưng sau đó do nhận thấy việc chế tạo BMPT từ khung gầm T-90 là rất đắt đỏ nên Nga đã tiến hành một vài sửa đổi, đó là tận dụng khung xe tăng T-72 cũ để cho ra đời phiên bản BMPT-72 Terminator 2. So với thế hệ BMPT thứ nhất thì biến thể sau này đã lược bỏ 2 khẩu súng phóng lựu AGS-17 khiến kiếp chiến đấu chỉ còn 3 người. Tháp pháo của nó cũng có một chút thay đổi khi sắp xếp lại cách bố trí tên lửa chống tăng và còn bổ sung lớp bảo vệ bên ngoài, giúp tránh bị hỏng hóc vì đất đá, mảnh đạn. Tuy nhiên, sau những lời ca ngợi lên mây, cả hai phiên bản BMPT trên đều không được quân đội Nga chấp nhận đưa vào biên chế chiến đấu do chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ chiến thuật đề ra, dẫn tới việc Nga phải cho ra đời BMPT thế hệ 3, chính là chiếc đã được đưa sang Syria thử lửa. Biến thể BMPT này tái sử dụng khung gầm xe tăng T-90, tháp pháo của nó vẫn như BMPT-72, trang bị trở lại 2 súng phóng lựu AGS-17, kiếp chiến đấu tăng thành 5 người, có thể cùng lúc tham chiến với 3 đối tượng như BMPT đời đầu, chấp nhận không gian trong xe bị chật hẹp hơn. Và có vẻ như sự lai ghép trên đã mang lại hiệu quả rõ rệt, nhờ những sửa đổi dựa trên kinh nghiệm trước đó. Chiếc BMPT mới đã làm tốt không chỉ vai trò hỗ trợ xe tăng trong đội hình hỗn hợp mà còn có thể tác chiến một cách độc lập kể cả trong môi trường đô thị lẫn địa hình trống trải. Sự thành công của BMPT thế hệ 3 đã giúp cho nhà máy Uranvoyona giành được hợp đồng trị giá 24 tỷ RUB với Bộ Quốc phòng Nga để sản xuất lô hàng thử nghiệm đi kèm các thiết bị phục vụ đảm bảo chiến đấu. Tuy rằng chưa được khẳng định chắc chắn về tương lai, nhất là còn phải cạnh tranh với T-15 Armata, nhưng việc được sản xuất với số lượng đáng kể chứ không phải chỉ có vài nguyên mẫu đánh giá là tín hiệu tốt cho một phương tiện chiến đấu rất đặc biệt và đã phải trải qua quá nhiều thăng trầm như BMPT. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.